Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và đây lại là một cái series giới thiệu về S+ cộng mới. S+ cộng đợt này mình muốn giới thiệu đó chính là Masadao. Masadao sẽ xuất hiện ở trong cái sự kiện đấu giá tuần này ở bản Mega huyền thoại đến tuần sau sẽ là của thần thú đại chiến và tuần sau nữa học viện Mega cũng sẽ ra mắt đó chính là Masadao. Masadao này mình đã có định hướng à, lúc trước đó là mình sẽ nâng nó lên 11 sao để sử dụng. Chính vì lý do đó cho nên là mình đã vẫn để Ascendia chỉ ở 4 sao thôi và bởi vì sau Masadao sẽ đến đến lượt đó là sau khi xuất hiện nữa và soi Galileo mình cũng sẽ nâng nó lên 11 một sao vậy nên là 2S cộng đợt này mình sẽ sử dụng hết cái mảnh quan năng đỏ để áp nó lên và định hướng về sau với team của mình đó là hướng ma thép thì mình sẽ nói sau và cũng tương tự như những S cộng lúc trước thì mình sẽ giới thiệu về bộ skill của Masadao hướng bưu phù hợp xong rồi là những cái team về sau Masadao có thể sử dụng được và cái quan trọng nhất mình nghĩ đó chính là cái bộ skill của nó Khi các bạn nắm rõ được bộ skill của nó rồi thì các bạn có thể biết được đó S cộng mình đang định lấy sẽ có hiệu quả như thế nào Ví dụ như mình đang chơi ở bản tiếng Trung chẳng hạn này S cộng mới Shiny Mega Metagross này hay là S mới Mega Mewtwo E Thì bộ skill của nó mình vẫn chưa ngồi dịch lại Thế nên là nhiều lúc review những trận đấu của 2S cộng S đó thì có những cái hiệu ứng nó diễn ra mà mình đôi khi mình vẫn chưa hiểu cho lắm. Vậy nên là với việc các bạn nắm rõ được bộ skill của S cộng S đó rồi thì các bạn cũng sẽ kiểu dạy như là tự có thể build được S cộng S đó các bạn cảm thấy sẽ phù hợp và với bản tiếng Việt thì cũng đã có cái bộ skill của nó rồi tuy nhiên là có nhiều cái các bạn vẫn có thể là dạng như đọc trên chữ thì chưa hiểu thì mình sẽ review theo kiểu mà luôn luôn là hình ảnh để các bạn có thể thấy được hiệu ứng của nó và trong này bắt đầu với cả cái phần 1 của về Masadao thôi đó là review về bộ skill và lại là câu nói quen thuộc đó là chuyển qua bản tiếng Trung mình đang chơi để giới thiệu về Masadao Masadao một S cộng thuộc dạng tấn công sử dụng bộ tiềm năng của dạng tấn công này và gói quà với cả dồn đồ dành cho nó rất là dễ luôn nếu mà nói về quà thì nó sẽ trùng hiện tại bây giờ bản tính chung có mỗi gieo ra với cả con Zamazenta thôi quà của nó là của hệ giặc đấu hệ điện và hệ bay ba cái hệ này rất là ít luôn và Masada các bạn có thể dồn đồ cho nó một cách là dễ dàng luôn trước khi giới thiệu về skill 1 của Masada thì mình sẽ giới thiệu một phần về cái nội tại của nó trước đã với Masada nếu các bạn để ở hàng sau thì sau khi ra một đòn tấn công thì nó sẽ ra được thêm một lần skill 1 nữa với cái tỷ lệ đó là 100% và với skill 1 của Masadao thì nó sẽ tấn công lên ngẫu nhiên địch kể cả đằng trước lẫn cả hàng sau và sẽ gây ra sát thương đó bằng 50% công vật lý tuy nhiên là nó sẽ gây ra đến hai lần sát thương cộng lại là vừa đủ 100% và các bạn sẽ thấy nó là ra được hai con số một cái 69 một cái 44 tức nghĩa là một cái nó vừa gây ra bạo kích còn một cái thì không và các bạn thấy nó, nó lại ra được đòn skill một thêm một lần nữa vậy nên là nếu mà ở hàng sau thì Masadao nó được đánh hai lần như vậy và với skill 1 vừa rồi của Masadao thì nó sẽ tăng thêm cho bản thân nó đó là 10% tỷ lệ hút máu với cả tốc độ trong vòng 2 lượt và được cộng dồn đến 3 lần. Vừa rồi thì nó đánh hai lần như vậy thì nó được tăng thêm đến tận 20% tỷ lệ hút máu với cả tốc độ luôn. Còn với skill 2 của Masadao thì nó sẽ tấn công cũng tương tự như vậy, ngẫu nhiên địch ở hàng trước hoặc hàng sau và nó sẽ gây ra sát thương bằng 60% công vật lý, tuy nhiên lại gây ra được 3 lần sát thương, vậy nên là tổng cộng lại vẫn là 180%. Việc việc gây ra ba lần sát thương như vậy thì nó sẽ có cái lợi như thế nào? Kiểu dạng như là bạn đánh vào dạng như là vào con Kyurem chẳng hạn này, bạn sẽ phải cần đánh dạng như một hai lần chẳng hạn thì nó mất đi cái hiệu ứng hoa tuyết của nó. Đằng này thì với skill 2 của nó đánh mất ba lần máu như vậy thì cũng sẽ giảm giảm đi một số cái của bên địch rất là tốt. Và với việc đó là bạn ra skill 2 như vậy rồi thì bạn sẽ tiến vào cái trạng thái chống đỡ như thế này cho đến lượt hành động kế tiếp. Và khi tiến vào cái trạng thái chống đỡ như thế này thì Masadao nó sẽ được tăng thêm đó là 50% tỷ lệ đỡ giúp cho những đòn tấn công mà nó nhận vào mà nó đỡ được thì nó sẽ giảm đi một cách rất là đáng kể. Nếu các bạn lên được Z-Mu của nó thì đang ở trạng thái chống đỡ này mà nó đỡ được thì nó sẽ đánh trả lại địch. Đấy là một cái hiệu ứng của Z-Mu rất là hay của Masadao. Và ở trạng thái chống đỡ này nó còn chống lại được những cái hướng khống chế loại mà có thể hóa giải được uh, trong game này thì nó sẽ phân biệt ra loại có thể hóa giải và không thể bị hóa giải. Một số loại không thể bị hóa giải, ví dụ như là ngục nước của Raymond Kyo này, khóa lở của Victini hay là hố đen của con Masadao hay ứng ác mộng của Darkrai chẳng hạn. Nó có ghi rõ đó là không thể bị hóa giải thì Masadao lại không chống lại được những hiệu ứng đó. Còn đâu những cái hiệu ứng theo kiểu mà khống chế thông thường như là choáng này, đóng băng các kiểu thì Masadao hoàn toàn có thể chống đỡ được hết. Và trong lúc đang ở trong trạng thái chống đỡ như thế này thì những cái sát thương nhận vào của Masadao nó sẽ được ghi nhớ lại một cách vĩnh viễn và lúc đó nó sẽ ghi nhớ xem địch nào mà gây ra sát thương cho nó nhiều nhất thì nó sẽ là hiệu ứng đó là phục hận lên địch đó và đây chính là hiệu ứng báo thù đây trong lúc này thì những đòn sát thương mà Masadao nhận vào nó sẽ ghi nhớ lại và nó sẽ xem cái thằng nào mà đánh vào nó mất nhiều máu nhất để đến lúc hành động của Masadao thì nó sẽ là hiệu ứng đó là báo thù trả thù lên địch đó ở đây mình sẽ dịch theo bản tiếng Việt để các bạn có thể dễ biết hơn và nó đã xác định được mục tiêu đó là đánh lên nó nhiều máu nhất, đó chính là con Mark B ở hàng trước rồi này. Nó đã bị dính một hiệu ứng đó là trả thù của Masadao. Các bạn vẫn có thể chọn đó là địch nào đánh cũng được. Tuy nhiên nếu ở trong chế độ tự động ở đấu trường thì nó sẽ ưu tiên đánh lên địch mà đang bị dính hiệu ứng trả thù này. Đánh lên địch mà đang bị dính hiệu ứng trả thù này không sẽ rất là có lợi luôn bởi vì cái lượng sát thương mà địch đó gây ra đánh lên Masadao ấy thì Masadao nó sẽ lấy lại cái lượng sát thương đó nhân với cả 120% để đánh trả lên địch đó cùng với cả cái lượng sát thương mà Masadao đánh lên. Vậy nên là sát thương lúc này của Masadao gây ra nó sẽ rất là cao. À, cái lượng sát thương đánh trả lại địch đó ở trong cái ứng trả thù đó chính là cái sát thương thực. Và không vượt quá đó là 600% tấn công vật lý của Masadao. Và bây giờ khi mình tấn công lên địch đó các bạn sẽ kèm thấy kèm theo đó là một cái uh, mất máu khác. Đó là chính cái sát thương thực này. Vừa rồi đó là 51716 là cái lượng sát thương mà địch đó đã đánh vào Masadao nhân với cả 120%. Thì với việc đó là giả sử Masadao bị nhận một cái sát thương tầm 1 triệu đi thì nó sẽ đánh trả lại địch đó. Đó là dựa theo 1 triệu 2 và kèm theo đó là sát thương thực thì Masadao gây ra một cái lượng sát thương như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Tiếp theo đến skill 3 của Masadao thì nó sẽ chưa tấn công địch luôn mà nó sẽ bám vào địch đó với kiểu dạng như thế này. Đây nó đang nhập vào địch đó và trong lúc này thì nó sẽ cướp đi của địch đó là 25% song công và đến cuối lượt này thì Masadao nó sẽ bắt đầu ra đòn tuyệt kỹ hoặc là nếu địch đó chết thì Masadao nó sẽ ra đòn tuyệt kỹ luôn. Và trong lúc đang bị bám như thế này thì địch sẽ bị giảm đi đó là 50% tốc độ hồi nộ này và 50% lượng máu địch được hồi thì sẽ chuyển qua dành cho Masadao. Ví dụ địch được hồi đó 50.000 máu chẳng hạn này thì 20, 50% số đó tức là 25.000 địch sẽ được hồi còn đâu 25.000 còn lại thì Masadao lại được hồi máu này. Đây là một cái kiểu giao diện như là ăn cắp của địch à, của Masadao luôn này. Và trong lúc đang bị nhập như thế này thì nếu bạn đang sử dụng đó là team ma hoặc là team bóng tối thì những đòn tấn công của Pokemon hệ bóng tối hoặc hệ ma bên bạn đánh lên địch đó thì Masado đánh sẽ đánh ké lên địch đó cùng luôn với lượng sát thương gây ra bằng 120% công vật lý. Ở đây mình sẽ thử luôn. Một Pokemon hệ ma đây, đánh vào địch. thì Masado vừa đánh ké vừa rồi, đó là 120% máu đánh lên địch này. Và đây là một Pokemon thuộc hệ giác đấu. Thì Masado cũng đánh ké luôn. Và kết thúc lượt rồi, Masadao sẽ ra đòn tuyệt kỹ. Một đòn tuyệt kỹ đánh theo kiểu mà đó là 5 đòn tấn công đánh lên địch, à 6 đòn tấn công lên địch. Mỗi một đòn tấn công đó là dựa theo 120% cái công vật lý của Masadao. Và nếu một địch bị giết thì những cái đòn tấn công còn lại sẽ lại nhằm vào địch nào mà đang có máu ít nhất. Vậy nên đòn tấn công vừa rồi của Masadao nó lại có dạng như là đánh lên được có thể chết cùng một lúc đến năm con nếu bạn mà bây giờ sát thương quá cao chẳng hạn và với cái địch nào có thể như đang bị dính hiệu ứng uh, thù hận báo thù của Masao ấy mà bị chết chẳng hạn thì cái hiệu ứng thù hận đó lại chuyển qua địch nào làm cho Masao mất nhiều máu thứ hai và bây giờ cái hiệu ứng thù hận đó lại chuyển qua đánh dành cho cái con rồng uh, uh, ở hàng sau rồi này thì đó chính là cái bộ skill của Masao uh, một cái bộ skill phải nói là rất là tốt và lúc này nếu bạn uh, chưa có hệ ma hệ bóng tối à hệ ma hệ giác đấu về sau thì giác đấu của Mega Mewtwo X rồi, ma thì của Lulala cơ, vậy nên là cái đánh ké của Masao nó chưa được kích hoạt. Tuy nhiên là nó vẫn là một con tấn công gây ra lượng sát thương cũng rất là cao uh, theo kiểu mà sát thương thực đến từ skill 2, còn uh, những đòn tấn công bình thường của nó nếu với mạng gieo thì tấn công đến tận uh, mấy đòn nhỉ? 5 đòn đến 6 đòn với lượng sát thương gây ra theo kiểu công vật lý thì Masao cũng tương tự như vậy, 6 khu đấm với cả 120% sát thương công vật lý Nên là lượng sát thương cũng sẽ rất là cao luôn Bây giờ đến phần nội tại của Masadao này Khi bắt đầu vào trận đấu Thì nó sẽ ở trong cái trạng thái đó là bán linh hồn Giống như thế này uh, Masadao theo kiểu mà Các bạn sẽ thấy mờ mờ ảo ảo Ở trong cái trạng thái này của Masadao thì Song công của Masadao bị, sẽ bị giảm đi Đó là 20% Tuy nhiên là tốc độ của Masadao lại tăng thêm Đó là 20% Và kèm theo là 40% tỷ lệ kháng không chế Vậy là Masadao với skill 2 thì có thể như là chống lại được những hiệu ứng khống chế không thể bị uh, loại hóa giải được. Còn đâu chính bản thân nó ở trong cái trạng thái này uh, bán ma thì uh, lại tăng thêm 40% tỷ lệ kháng khống chế nữa. Uh, dạy như Masadao cũng sẽ rất là khó để bị khống chế. Và ở trong cái trạng thái bán linh hồn này thì uh, nó sẽ chuyển lại trạng thái bình thường khi bạn ra đòn tuyệt kỹ. Khi các bạn ra đòn tuyệt kỹ thì Masadao sẽ trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên khi bạn muốn trở lại cái trạng thái bán ma như thế này. Thì các bạn ra thêm được hai lần tuyệt kỹ nữa thì Masadao lại chuyển về cái trạng thái bán ma luôn. Nội tại kế tiếp của Masadao đó chính là hiệu ứng hào quang, tức là khi Masadao còn sống ở trên sân thì nó sẽ kích hoạt cái hiệu ứng này. Đó là nó sẽ giúp cho những đồng đội hệ giác đấu và me metro ở hàng trên thì nó sẽ được tăng thêm đó là 35% tỷ lệ đỡ và khi các bạn đỡ được rồi thì cái sát thương nó lại bị giảm đi đến tận 20% nữa đó là một cái bổ trợ rất là lớn dành cho hệ giác đấu, với cả Main metal. vậy nên với massadow, nếu các bạn để hàng trên thì nó cũng sẽ tăng thêm 35% tỉ đỡ, thì cái khả năng phòng thủ của nó cũng sẽ rất là cao. và một cái nữa hỗ trợ dành cho những pokemon hệ giác đấu ở hàng dưới, đó chính là với hệ giác đấu ở hàng dưới khi các bạn tấn công thì sẽ có 40% tỷ lệ sẽ ra được một đòn skill 1 nữa nếu mà địch không đỡ được. Ở đây mình đã có hai Pokemon hệ dạng đấu ở trong team, ví dụ như là con Infernape này. Bây giờ mình sẽ ra một đòn tấn công skill 2 chẳng hạn này. 40% tỷ lệ nó sẽ đánh thêm một đòn skill 1 nữa, giống như thế này. Và ngay cả con Vượn kêu của mình nữa. Nó cũng sẽ có khả năng đó là đánh được thêm một lần skill 1. Với tỷ lệ 40%, hên xui thôi đó là hỗ trợ dành cho hệ giác đấu. Còn nếu mà với hệ ma, thì ma down, nó sẽ hỗ trợ cho những hệ ma bên bạn. Đó là tấn công lên địch, thì cái tốc độ hồi nộ của địch sẽ bị giảm đi 50% ở trong cái đòn tấn công đó. Một ví dụ, dụ như là bạn tấn công lên địch này, bạn gây ra lực lượng sát thương làm địch mất máu, địch ví dụ được hồi lại đó là 80 máu chẳng à 80 nộ chẳng hạn, thì sẽ bị giảm đi một nửa. Đó chỉ là hồi được 40 nộ thôi. Coi như là giảm đi cái lượng hồi nộ khi bị đánh. Đó là một cái hỗ trợ rất là tốt của Masadao khi đi cùng với cả hệ ma, hệ ma bên bạn tấn công sẽ có cái hiệu ứng đó. Và kèm thêm nữa là nếu mà địch đang không có đầy nộ thì Masadao với cả hệ ma của bên bạn tấn công lên địch đó thì uh, sát thương sẽ gây ra tăng thêm 20% nữa. Còn với riêng bản thân Masadao thì địch khi chưa đầy nộ thì Masadao sẽ bỏ qua của địch đó đó là 20% giảm thương với cả 40% thủ vật lý. và đao nếu các bạn để hàng trên như thế này thì nó chỉ đánh được đúng một lần thôi nếu các bạn để hàng dưới thì nó mới có thể đánh được thêm một lần nữa thì hầu như là nhiều người chơi sẽ sử dụng để massage ở hàng sau rồi bởi vì ở hàng sau thì nó sẽ đánh được đến 2 lần còn nếu để hàng trước thì tỷ lệ đỡ tăng thêm cao thôi nhưng mà nó cũng sẽ có một cái lợi đó là ở hàng trước kiểu như là bị nhận nhiều sát thương thì đến lúc mà nó đánh trả lại ở hướng trả thù thì nó sẽ gây được nhiều thiện sát thương hơn Mỗi cái thì có một kiểu Nhưng mà đa số sẽ ở hàng sau Đánh hai lần thì vẫn thích hơn rồi Và với việc đánh hai lần như vậy Thì nó sẽ có một cái lợi hơn Ở trong phần nội tại của nó Nội tại cuối cùng của Massadown Đó là những đòn tấn công của Massadown uh, Gây ra ở trong cùng một lượt Thì sẽ được tăng thêm 25% tỷ lệ đánh trúng Vậy là những Pokemon nào mà có tỷ lệ né cao Chẳng hạn hoặc là Trừ đi cái tỷ lệ đánh trúng của Massadown Ví dụ như động đất chẳng hạn Thì coi như với cái hiệu ứng này Thì Massadown kiểu như là nó cũng sẽ không sợ gì cả. Cứ mỗi đòn tấn công gây ra tăng thêm 25% tỷ lệ đánh trúng ở trong cái lượt đó và kèm theo nếu đánh lên địch đó cùng một địch theo kiểu mà nhiều cái sát thương gây ra thì nó cũng sẽ giảm đi của địch đó là cái giảm thương 5% với mỗi đòn tấn công của nó gây ra. Vậy nên là đánh lên một địch mà gây ra nhiều nhiều lần đánh thì như là sát thương của nó sẽ càng lúc càng cao và cứ mỗi 5 lần sát thương nó gây ra thì bản thân Masada nó sẽ được tự hồi đó là 100 nộ. Ví dụ với skill 2 này, các bạn sẽ gây ra được đến 3 lần sát thương, xong rồi nó sẽ đánh lên thêm một lần skill 1, với 2 lần sát thương gây ra gọi là đủ 5 lần tấn công là nó sẽ được hồi 100 nộ rồi. Và với việc đánh lên địch nhiều lần như vậy, cùng một lúc thì cái lượng sát thương gây ra càng lúc nó sẽ càng cao dần. thì vừa rồi là 900 với cả 600 nó sẽ giúp cho Masadao có thể đánh được đủ 5 lần và được hồi lại 100 nộ thì Masadao nó sẽ được hồi nộ rất là nhanh và nó cũng sẽ hỗ trợ bạn nào đam mê Mega Blaziken chẳng hạn này một con hệ hệ dạng đấu thì đi cùng với cả con uh, Masadao này thì có khi đánh được thêm một lần nữa bằng skill 1 nữa cũng sẽ rất là ổn và lại thử lại lần nữa nhé ra skill 1 này hên xui đánh thêm một lần nữa đấy như thế này mình quên mất đây mới là cái nội tại cuối cùng của Masadao này với nội tại này của Masadao đó là khi mà nó nhận một cái sát thương trí tử thì ngay lập tức nó sẽ ra một đòn tuyệt kỹ đánh lên cái địch nào mà đã giết nó một cái đòn tấn công cuối cùng vậy nên là nếu mà solo với cả Mega Ray qua ra chẳng hạn này Mega Ray giết nó xong thì nó sẽ lập tức tấn công lại ngay một đòn tuyệt kỹ giống như thế này và có thể làm chết luôn con Mega Ray qua da luôn này và với đòn tuyệt kỹ này của Masadao ấy thì uh, nó sẽ ulti xong. Nếu giết được địch đó thì nó sẽ sống dậy với cái lượng uh, máu đó là 50% và ở trong cái trạng thái bán ma. Còn nếu mà không giết được địch thì Masadao nó sẽ bám lên địch đó như thế này trong vòng 3 lượt. Nó sẽ đánh ké lên địch đó uh, với lượng sát thương gây ra bằng 120% công vật lý. Theo kiểu đánh ké như các bạn biết ở trong những cái uh, mình review theo kiểu hệ ma đánh lên địch đó này chẳng hạn này. Và trong vòng 3 lượt này, các bạn nếu mà tiêu diệt được địch đó cùng với cả Masadao thì Masadao sẽ hồi sinh, còn nếu không thì Masadao sẽ chính thức chết hẳn. Và lúc mà đặt đấy, đấy là một lành ké của Masadao khi đến lượt địch đó hành động. Và cái lúc này thì địch bám, bị Masadao bám vào ấy thì sẽ bị giảm đi đó là 15% 6 chỉ số chính. Vậy nên là nhiều lúc các bạn sẽ thấy rất là hên xui luôn Nếu các bạn nuôi mạnh mạnh ma chẳng hạn này Mặc dù là đòn tuyệt kỹ đó không giết được địch Nhưng mà bám vào như này xong Xong rồi rất là khó khăn để tiêu diệt nó Xong rồi bụp một phát Nó giết được địch xong nó lại hồi sinh trở lại Và bắt đầu lại ulti lên địch tiếp Và lại trốn Và xong rồi lại ulti Thì ma là một Pokemon cực kỳ là khó chịu Với lượng sát thương mà nó gây ra Không phải ngẫu nhiên mà hiện tại bây giờ ma đang được rất là chuộng ở bản tiếng Anh luôn và đi cùng với cả ma nữa thì nó sẽ rất là bá ở cái khoản sát thương nó gây ra Vậy nên là Masadao, một Pokemon mình cũng đang muốn đích đầu tư vào nó lên 11 sao để sử dụng đây. Thì đó chính là cái bộ skill của Masadao mình đã giới thiệu xong rồi. Để các bạn có thể biết được đó là một Pokemon này có quá là nhiều hiệu ứng tốt này và nó có thể bổ trợ dành cho tim uh, team giác đấu với cả team ma. OK, chúng ta sẽ đi dần dần và từ từ và mình xin kết thúc cái phần 1 ở đây. Thực ra là mình làm một cái clip theo kiểu mà nó chi tiết như này, nó sẽ rất là mất nhiều thời gian luôn và mình cũng vẫn phải cần dịch lại đến từ bản tiếng Anh với bản tiếng Trung. Chứ còn nếu mà nhìn ở bản tiếng Việt thì nhiều cái cũng sẽ rất là khó hiểu và một phần nữa nếu mà nhìn theo cái đồng hồ của mình đang làm clip đây thì bây giờ là 23 giờ 35 phút uh, cũng khá là muộn rồi. Vậy nên là mình sẽ uh, Chuyển sang cái phần 2 của Masadao sau Coi như là các bạn cũng đã hiểu được Với bộ skill của nó rồi Rất là nhiều ứng Mình phải nói là rất là tốt luôn Và cái lượng sát thương của Masadao gây ra Cũng quá là tuyệt vời Và đến phần 2 Thì mình sẽ giới thiệu về 8 với 11 sao Với cả những cái hiệu ứng tốt hơn của nó Ở trong trận đấu Và sắp tới lại Một cái clip Liên quan đến cái hướng build Các bạn dành cho Masadao về sau Team kiểu như thế nào chẳng hạn Và cuối cùng đến lúc mà chuẩn bị beat war xong Là sẽ giới thiệu về Tính cách xong rồi là đá bùa các kiểu để các bạn có thể build và bảo vật nữa. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.